Igor ăn ngon thế cơ à? Nào con Igor hư nhỉ, siro nhỉ, siro ngoan, con Igor hư quá, ra tận cho nó chậm, siro ra siro tận cho nó chậm. Con hư vừa có hai con hư đã nghịch nước, đã ướt hết cả người rồi. Giờ nó lại phá cái chổi lau của anh. Chiro ra dạy dỗ nó đi. Dạy dỗ con Ego hư. Ra tẩn cho nó chặn. Nào. Chiro làm chị ra bụng cho nó chặn. Nó bụp lại thì anh tẩn nhá. Igor, nào, có thích ăn bụp không? Igor, chán nhỉ, không nói được cái con này. Thế cuối cùng nói thì cũng nghe à? Hả? Nói anh nghe thấy nhưng mà là giả quay như không nghe thấy đúng không? Có bảo không? Có phải con Ego nghe thấy biết rồi nhưng mà lại quay như không nghe thấy đúng không? Hả? Nói như không để anh đứng dậy là anh bụp cho chặn, không có chuyện đùa đâu. Nghịch sức hết cả mũi giờ rồi. Nói như không. Sảnh ra là vào nghịch nước. Ừ, vặn thật. Chiro ngoan nhỉ. Nhắn phẳng là anh buộc đấy. Mình bị nấm hết cả. Lúc nào người cũng ướt. Chiro xinh gái nha. Chào Chiro. Chào Chiro. Chiro xinh gái toa đi thôi. Xinh gái toa. Con gì nó kêu đấy? Nào. Hít vào đấy nguy hiểm đấy. Không. Chiều ngoan á. Nguy hiểm lắm, không hít vào đấy. Ghê lắm, hít vào đấy là anh nổi hết cả da gà này đấy. Nhỡ may. Nha. Mai tắm nha. Vừa mới tắm xong. Được mấy hôm. Tắm xong mấy hôm rồi lại đâu vào đấy. Ướt hết rồi, con xóa cũng khó chứ, bẩn như ma ấy, mấy đứa ở bẩn như ma ấy, ở bẩn toá anh không nuôi được đâu, à, con gái ăn ở là phải sạch sẽ nhá, đừng qua rua theo con ego kia, lúc nào con ego mà nó mà hư thì siro phải bụp, nghe chưa, bảo nó là không được nghịch. Nghịch là anh tống cổ ra khỏi nhà, nghe chưa? Để
Đứa nào mà cứ nghịch ngợm là tống cổ ra khỏi nhà luôn. Rồi, thôi Siro nằm ra ra chỗ kia nằm đi. Ra kia nằm, ra chỗ nào sạch sẽ nào. Anh nhìn chúng mày phá ra này cái giường của anh, chúng mày cũng không tha. Chỗ nào cũng phá. Thằng ngôn này thì phá chán rồi lăn ra ngủ. Ừ, úi giời ơi. Nằm một tí là ngủ luôn, mắt đỏ hoe. Trời ơi. Thôi được rồi, ngủ đi. Rồi, hai đứa nằm đấy ngủ đi. Ok, ngủ đi. À.